Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế. Thì hôm nay Vương xin phép tiếp tục giới thiệu những cái sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trùng quế để chúng ta có thể hiểu hơn về những cái giá trị tuyệt vời mà con trùng quế tuy nó rất là nhỏ bé nhưng mà nó mang lại cho nông nghiệp và bảo vệ môi trường những cái giá trị rất là to lớn. Thì sau lưng đây là hình ảnh trại trùng được nuôi tại Ninh Thuận, một vùng đất đầy nắng và gió và khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Ở một cái vùng đất khó khăn như thế này mà chúng ta nuôi được trùng thì tất nhiên những cái khu vực khác, tỉnh thành khác, khí hậu ôn hòa hơn thì chúng ta cũng sẽ nuôi trùng được. Và bên cạnh tôi đây là những cái sản phẩm chế biến từ trùng quế. Thì cái ngành trùng quế chúng ta sẽ có hai sản phẩm chính, đó là phân trùng và trùng thịt. Thì bà con nông dân ở Củ Chi thì hầu như họ nuôi trùng và họ bán cái sản phẩm thô này cho những công ty chế biến để họ sản xuất phân trùng nén viên hoặc là về trùng quế cho trồng trọt và chăn nuôi. Và cái video này mục đích là tôi muốn sẽ giới thiệu những cái sản phẩm giá trị gia tăng mà chúng tôi đã và đang thực hiện tại Ninh Thuận và ở Củ Chi, chế biến phân trùng và trùng thịt thành những cái sản phẩm cao cấp giá trị gia tăng. Thì đây là cái trại trùng mô hình, cũng nhỏ thôi, để cho tất cả các du khách cũng như là các anh chị em chưa biết về con trùng quế đến đây tham quan miễn phí, tìm hiểu tận mắt thấy, tận tay nghe và tận tay sờ cái con trùng và những cái sản phẩm từ trùng quế nó như thế nào, nó giúp ích được gì cho nông nghiệp bền vững. Thì đầu tiên Vương cũng xin phép được giới thiệu sản phẩm chế biến đầu tiên từ cái con trùng, đó là phân trùng quế nén viên tan chậm. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm phân trùng chúng ta phơi, giảm ẩm và sàn mịn, sau đó đưa vào máy nén viên để chúng ta ép viên, nén chặt ở độ ẩm khoảng tầm 10 đến 12% ẩm. Thì những cái viên phân viên nén này là những cái dạng dinh dưỡng tan chậm, chúng ta bón cho hoa, cây kiểng, bonsai, kiểng lá và hoàn toàn không có mùi hôi, dinh dưỡng và hệ vi sinh vật cũng rất là cao để chúng ta có thể là phun xịt ẩm và nó sẽ nhả dinh dưỡng tan từ từ ra và cái rễ cây nó sẽ hấp thụ một cách tốt nhất. Sản phẩm này chúng ta có thể bón cho lan hay là những cái cây kiểng lá ở trong những cái khu văn phòng có máy lạnh không gây mùi hôi nha mọi người. Thì sản phẩm này hiện tại cũng đang được các anh chị em chơi mai hoa lan chuộng rất là hiệu quả và bền vững. Cái sản phẩm tiếp theo tôi muốn giới thiệu đó là cái sản phẩm chế biến từ cái con trùng. Thì ngoài cái vấn đề đó là chúng ta sản xuất trùng quế thịt để cung cấp thức ăn trực tiếp cho lươn, tôm, cá, gà, thì chúng ta có thể chế biến thành dạng lỏng, thủy phân ra bằng enzyme hoặc là vi sinh tùy vào cái nhu cầu và điều kiện kinh tế, kỹ thuật của từng người. Thì sản phẩm về trùng quế này chúng ta sẽ thủy phân và bổ sung thêm một số đa chung vi lượng, kẽm, magie, đồng, canxi, humic, vân vân, để cân đối dinh dưỡng để làm sao mà chúng ta có thể phun xịt cho lá hoặc là tưới gốc đều được. Tùy vào tuổi cây thì chúng ta có thể phun xịt với cái mức độ pha loãng khác nhau. Mục đích thì trùng quế này chúng ta có thể pha cho 200 đến 500 lít nước phun xịt và tưới gốc tùy vào tuổi cây. Và hướng dẫn chi tiết thì tôi có đưa vào trong cái nhãn hướng dẫn sử dụng. Và sản phẩm này đang được sử dụng rất là nhiều và có thể nói là nó là best seller nha mọi người. À, cây rau ăn trái, rau ăn lá, thảo mộc, cây dược liệu, cây ăn trái đều sử dụng được. Và nếu như quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về cái công dụng, hướng dẫn sử dụng, thành phần, dinh dưỡng thì có thể liên hệ với số điện thoại tôi để dưới video này. Tôi sẽ cung cấp và hướng dẫn cho mọi người sử dụng một cách tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí nhất nhưng vẫn hiệu quả nhất. Và sản phẩm này vẫn đang hiện ship code trên toàn quốc dù chỉ một chai nha mọi người. Sản phẩm thứ hai, thứ ba thì đây cũng là dịch trùng quế nhưng mà cũng có một số cô chú anh chị nói là tôi trồng rau trên ban công sân thượng vài thùng xốp nhỏ thì một chai hay là một can nhiều quá, thì tôi có làm chai 100 ml cũng như là cái bịch phân viên nén này. Đây là combo hai loại, vừa dinh dưỡng dạng nước và vừa phân dinh dưỡng tan chậm dạng rắn từ cái phân trùng quế. Combo hai loại này thì chúng tôi cũng cung cấp cho tất cả những anh chị ở đô thị nông nghiệp phố để sản xuất ứng dụng phù hợp với điều kiện của mình, tự cung tự cấp quy mô nhỏ nha mọi người. Cái sản phẩm tiếp theo cuối cùng mà chúng tôi đang sản xuất để phục vụ cho nông nghiệp đó là cái dịch trùng quế dành cho chăn nuôi. Đây là sản phẩm được thủy phân 100% từ trùng thịt nguyên con đã được làm sạch và không bổ sung bất cứ thành phần nào cả, thủy phân lọc cặn và chúng tôi đóng chai và cung cấp cho những cái anh chị em cô chú bác bà con nuôi tôm, nuôi cá, nuôi lươn. Đây là sản phẩm amino giàu dinh dưỡng, có thể pha loãng với nước cho vật nuôi uống nhằm tăng cường sức đề kháng đường ruột, tăng trọng tự nhiên, kích thích vật nuôi thèm ăn và hạn chế các bệnh đường ruột, tiêu chảy vân vân. Còn nếu như vật nuôi lớn thì chúng ta có thể chọn với cám với tỷ lệ 5 đến 10%,
với cám hoặc thức ăn để cho vật nuôi nó ăn, để kích thích sẽm ăn và bổ sung cái hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột để cái vật nuôi của chúng ta nó phát triển và tăng trọng bền vững, tiết kiệm được thêm nhiều thức ăn hơn, và cái hệ số chuyển đổi thức ăn FCR sẽ tối ưu nhất có thể, tiết kiệm chi phí thức ăn nguyên liệu đầu vào, từ đó tăng lợi nhuận cho bà con. Đây là combo hai sản phẩm cao cấp nhất mà chúng tôi đang cung cấp ra thị trường, dịch trùng quế cho trồng trọt và dịch trùng quế chăn nuôi. Sản phẩm với giá cả rất là phải chăng và tỷ lệ pha lộn với nước rất là đậm đặc, mọi người có thể tìm hiểu sử dụng và Vương sẵn sàng tư vấn hỗ trợ và cung cấp những cái thông tin bổ ích hữu ích nhất để giúp cho bà con có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm này và từng bước ứng dụng chuyển đổi từ nông nghiệp và sử dụng lạm dụng những cái chất vô cơ sang sử dụng những cái chất hữu cơ, từ đó tạo ra nông sản xanh sạch an toàn, giúp bảo vệ môi trường cũng như là tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, vụ mùa bội thu. Và một lần nữa xin cảm ơn quý bà con và quý khách hàng đã dành thời gian xem qua video này và hy vọng rằng những clip tiếp theo sẽ được làm phục vụ ở nhu cầu thực tế của bà con. Nếu như bà con muốn tìm hiểu dịch trùng quế, phân trùng quế và tất cả những sản phẩm vi sinh, dinh dưỡng sinh học cho loại cây trồng nào hoặc vật nuôi nào thì xin hãy bình luận, comment bên dưới. Vương sẽ làm những cái video thực chiến ngay tại khu vực mà Vương đang áp dụng tại cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng tại cái trang trại này ở diện tích 4.000 m2 ở Ninh Thuận. Và ở Củ Chi thì chúng tôi tập trung nuôi trồng 100% dưới tán cao su, diện tích là 1 hectare. Mọi nhu cầu thông tin với bà con, với khách hàng cứ liên hệ với số điện thoại tôi để dưới video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ và like video này để chúng ta cùng nhau kết nối và lan tỏa cái giá trị và thông điệp về nông nghiệp bền vững, cùng nhau biết, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau học, hiểu, làm và góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.